Trong bối cảnh hội nhập, với số lượng khách quốc tế du lịch đến Việt Nam ngày càng tăng thì yêu cầu về nguồn nhân lực trong ngành du lịch cũng ngày càng cao. Do vậy, phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao là yêu cầu bắt buộc của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch tại Việt Nam lại đang rất thiếu cả về số lượng và chất lượng. Tại hội thảo quốc tế và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch cho biết, mỗi năm toàn ngành cần 40.000 lao động. Tuy nhiên, số lượng học viên được đào tạo ra trường chỉ có 15.000 người, trong đó chỉ có 12% trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch vừa thừa vừa thiếu và chất lượng thấp buộc nước ta phải thay đổi tư duy, phương thức trong đào tạo, phát triển nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, cả nước có 190 cơ sở đào tạo nghề nghiệp du lịch ở các cấp. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng 6,2% một năm này. Đến năm 2020, nhu cầu nhân lực ngành du lịch bao gồm nhân lực trực tiếp là 870.000 lao động để đáp ứng cho tốc độ tăng trưởng dự báo lên 7% một năm của ngành.